Đây là đứng từ vị trí nô đất. Đây, chúng ta sẽ đi ra trung tâm nhé. Đi ra trung tâm thì chỉ hết có 1 phút thôi là đi ra trung tâm. Đây là trường học. Rất gần trường học. Cô đất của chúng ta rất gần trường học. Đây. Rẽ phải là ra trường học, còn rẽ trái là đi ra trung tâm nhé. Đất ở Lào Cai. Diện tích là 90 m² phun thổ cư. Vị trí dân cư rất là ấm áp. Này, đây là trục liên xã cả nhà nhá. Trục liên xã Lào Cai. Lô đất thì với diện tích là 100 m², 90 m², mặt tiền 5 m, phun thổ cư, và đây là trung tâm xã. Đó. Rất là sầm uất luôn. Đất Lào Cai. Đây là trung tâm thị trấn cả nhà nhá. Kinh doanh buôn bán rất là sầm uất. Hai bên đường cách trung tâm rất gần mà chỉ có hơn 200 triệu, gần 300 triệu là chúng ta sở hữu ngay một lô đất Lào Cai. Đây. Vị trí lô đất tại xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bản, tỉnh Lào Cai cả nhà nhé. Đó, đây là chúng ta đi từ vị trí của lô đất đi ra.